Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 259 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 9 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Văn Lâm tiếp tục ghi nhận nhiều nhất với 116 ca, hầu hết trong các khu phong tỏa cách ly của thị trấn Như Quỳnh. Qua hai đợt lấy mẫu đã xét nghiệm PCR cho gần 14.000 lượt người ở thôn Minh Khai và test nhanh cho hơn 20.000 người dân thị trấn Như Quỳnh. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 74 ca, chủ yếu là các trường hợp F1 đã được cách ly và công nhân của công ty Tecomen. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 21 ca, hầu hết là các trường hợp F1 đã được cách ly và một số công nhân công ty Kinh Đô. Huyện Văn Giang ghi nhận 16 ca, chủ yếu trong các khu phong tỏa. Huyện Khói Châu ghi nhận 14 ca, chủ yếu liên quan đến ổ dịch công ty Mai Hương Long. Huyện Phù Cừ ghi nhận 8 ca, hầu hết là nhân viên nhà hàng từ nơi khác về. Còn lại, thành phố Hưng Yên ghi nhận 5 ca, huyện Kim Động 3 ca, huyện Ân Thi 2 ca.